Về là sắp Tết đến rồi, nợ nần thì vẫn đang đòi. Tình hình năm nay sẽ không như năm trước, Tết trốn trong nhà thế thôi. Tiền đâu đi chơi bây giờ, bạn nhiều nhưng có ai nhờ. Một mình thơ than, tránh đời trái ngang. Mới đó chờ gì sắp Tết, nghĩ tới thôi rồi muốn chết. Mấy tháng đi làm nhìn lại vẫn là chẳng tay, bởi vì năm trước đã tính năm nay sẽ đón Tết linh đình. Thế nhưng làm hoài không dư, giờ đành lặng thinh. Ôi sao Tết chẳng thấy gì, toàn là cơm trắng với mì. Vừa lạnh ngang sống là phải thanh toán điên nữa tinh phòng với vay. Ngày nào cũng phải đi làm, nhìn lại mình quá. Sang năm mới, chúc cho những ai xem được clip này có một năm thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Chúc cho những bạn nào mà chưa có người yêu thì sang năm mới sẽ có người yêu nha. Năm mới 2021 đã đến rồi. Xin chúc cho tất cả những ai đang xem video này nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. Đây là 5 câu nói tạo cảm hứng học tập cho bạn ngay lập tức. 1. Tôi không dám ngã xuống vì đằng sau không có ai hết. 2. Cố gắng và hối hận bạn chọn cái nào. 3. Số trang sách bạn đọc hôm nay chính là số tiền sau này bạn đếm. 4. Học bài thêm một chút, sau này chồng tương lai sẽ đẳng cấp hơn. 5. Cách trả thù tốt nhất chính là biến mình trở nên vĩ đại. Còn câu nói nào nữa thì hãy bổ sung bên dưới nhé. Người hay thức khuya là người như thế nào? Người hay thức khuya là người sống rất tình cảm. Người hay thức khuya thường rất ít nói khi gặp người lạ, nhưng nếu gặp người quen hợp ý thì bắn như liên thanh. Người hay thức khuya thường cười nói vui vẻ vào ban ngày và hiếm khi nào thể hiện cảm xúc thật trước mặt người khác. Buồn hay vui đều giấu đi cả, chỉ để lộ cảm xúc thật khi màn đêm buông xuống. Người hay thức khuya thường không ưa những lời xu nịnh, bởi vì họ ưa hành động hơn lời nói. Người thức khuya thì thường sống rất tình cảm, phải yêu thương ai thì thương thật lòng và chân thật. Người thức khuya thường là những người có nhiều tâm sự, cứ nhắm mắt lại suy nghĩ vẩn vơ, vì vậy đêm mới dài đến thế. Bạn có phải người thức khuya, hãy comment xuống video này nhé.